Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Tech Mắt. Khi mà chúng ta nhắc tới smartphone giá rẻ nhưng mà có cấu hình cao ở thị trường sách tay Việt Nam thì ngoài Xiaomi ra chắc chắn phải nói đến đó chính là Meizu. Nếu như bạn không tin thì mình sẽ có một dẫn chứng cho các bạn đây. Đó chính là chiếc điện thoại Meizu X8 vừa mới được ra mắt cách đây không lâu. Vậy thì chiếc điện thoại này mạnh mẽ và rẻ như thế nào? Trước khi mà nói về ngoại hình thì mình xin được phép nhắc đến một chút về mặt thiết kế của nó trước. Có lẽ là nhà sản xuất đến từ Trung Quốc, Meizu còn chơi sang hơn cả người đồng hương của mình là Xiaomi, bởi Meizu X8 có khung viền kim loại cứng cáp và chắc chắn hơn hẳn. Đặc biệt ấn tượng chính là phần mặt lưng được làm từ gốm hoàng thiện cao cấp. Một điểm thể hiện sự chịu chơi của Meizu là bởi chất liệu thiết kế này, Xiaomi chỉ dành cho thiết kế cao cấp của hãng mà thôi, trong khi độ mỏng vẫn ấn tượng chỉ là 7.8mm mà thôi. Đây cũng chính là smartphone đầu tiên của Meizu có tay thỏ. Nhưng mà điểm cộng của phần tay thỏ này là khá là mỏng so với phần đông các chú thỏ đang có mặt tại thị trường hiện nay. Và màn hình của máy thì có kích thước là 6.2 inch Full HD Plus và tỷ lệ màn hình là 18.59. Còn tấm nền của Meizu thì sử dụng đó chính là tấm nền IPS và tỷ lệ màn hình so với mặt trước là 89.6%. Con số ấn tượng đối với thiết bị có mức giá như là Meizu X8. Có được điều này thì là do hãng sản xuất đã quyết định sử dụng một khu vực tay thỏ làm nơi đặt các cảm biến, camera selfie và loa thoại. Và hãng điện tử Trung Quốc cũng còn mang hệ thống cử chỉ vuốt chạm tiện dụng để mở nhanh và chuyển đổi giữa các ứng dụng với nhau. Về cấu hình, đây chính là điểm gây tiếng vang lớn nhất cho sản phẩm này. Và Meizu X8 thì được trang bị con chip là Snapdragon 710 và các tùy chọn bộ nhớ RAM và ROM lần lượt là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB hoặc là 6GB và bộ nhớ trong là 64GB hoặc là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Cấu hình này thì tương tự với một số thiết bị của Xiaomi cũng được ra mắt cách đây không lâu là Xiaomi Mi 8 SE. Và con chip Snapdragon 710 hiện nay đang là vi xử lý tập trung mạnh mẽ nhất của Qualcomm, được trang bị trên một số thiết bị có mức giá tốt như là Meizu X8 sẽ giúp cho người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn các smartphone có cấu hình cao giá phải chăng. Và máy thì được trang bị viên pin có dung lượng là 3210mAh đi kèm với công nghệ sạc nhanh của Meizu, hứa hẹn là sạc được 50% pin khoảng 30 phút đầu tiên. Và máy thì được trang bị cụm camera kép có độ phân giải lần lượt là 12MP và 50MP, có khẩu độ là f/1.9. Và camera chính thì sử dụng cảm biến của Sony là IMX362. Và Meizu X8 thì cũng được đầu tư khá là nhiều vào khả năng chụp ảnh với camera selfie có độ phân giải là 20MP. Và phần mềm chụp ảnh của máy thì được tích hợp vào thuật toán là Adobe AI do Meizu tự phát triển. Cuối cùng chính là về mức giá. Mức giá cho các tùy chọn bộ nhớ RAM và ROM 4GB và 64GB hoặc là 6 và 64GB hoặc là 6 và 128GB lần lượt là 230 đô, 262 đô, 290 đô. Nếu mà quy đổi về tiền Việt Nam thì nó sẽ lần lượt ở mức giá là khoảng 5 triệu đồng, 5,7 triệu đồng và 6,2 triệu đồng. Và với mức giá dự kiến khi mà về thị trường Việt Nam thì sẽ rơi vào khoảng tầm 5,5 triệu đồng cho tới 7 triệu đồng. Và mức giá trên cũng là khá tương đồng với Xiaomi Mi 8 SE. Có lẽ Meizu đang tính chơi khô máu với Xiaomi luôn đây. Nhưng mà nhìn chung đối với những gì mà Meizu X8 đem lại trong phân khúc giá như thế này thì người dùng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Dĩ nhiên đây đều là những sự lựa chọn không dành cho những bạn có ác cảm với thương hiệu của tàu. Còn các bạn khán giả của Tech Mắt, trong tương lai thì Meizu X8 về Việt Nam với mức giá dự kiến như thế thì các bạn có lựa chọn hay không? Chúng ta hãy cùng để lại bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Huyền Vân xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tech Mắt. Bye bye.